thằng này. Ờ, mẹ. Thế giờ này vẫn ngồi nghịch điện thoại à? Hôm nay ngày nghỉ mà mẹ, con mới chơi một tí. Thế còn cái rượu đâu? Từ sáng đến giờ mẹ vẫn chưa nhìn thấy mặt nó. À, chắc là vợ con shopping mẹ ạ. Suốt ngày shopping thôi, từ sáng có thấy mặt đâu. Suốt ngày shopping với shopping thôi. Ôi, chồng. Ô, mẹ. Ôi dồi ôi, hôm nay con phải đi hết cả nội để mua đống quần áo đấy mẹ. Con mua cho cả chồng con với cả cho cả mẹ nữa. Hôm qua mẹ đã thấy con mua rồi, hôm nay lại vác một đống về là thế nào? Thì hôm nay sale mà mẹ, mình phải tranh thủ chứ, đúng không? Ôi dồi ôi, với con thì ngày nào mà chả sale. Vợ chồng trẻ thì phải biết tiết kiệm chứ. Mẹ nói đúng đấy. Em một đống quần áo trong nhà đã mặc hết đâu. Suốt ngày mua. Thôi, con cất đồ vào trong nhà đi, rồi xuống nấu cơm với mẹ. Chưa chật ra rồi đấy. Vâng ạ. Rồi. Con phải bảo vợ con đi. Cái gì cần mua thì mua, không cần thì thôi. Phải biết tiết kiệm chứ. Mẹ với cả chồng ăn cơm. À mẹ ơi, mẹ với chồng ăn nhanh lên xong rồi con rửa bát á, để con đi tại vì con đang vội lắm. Con ơi, ăn uống từ từ thôi, có việc gì mà vội vàng thế à? Mẹ nói đúng đấy, trời đánh tránh mình ăn. Ăn từ từ thôi, cái ăn vội vàng gì. Khổ quá, tại vì em đang thích một cái món đồ trong ngày hôm nay nhất em phải mua được, anh hiểu không? Alo. Cái gì? Mở bán rồi á? Sao bây giờ nhở? Đợi tao nhá, bây giờ tao qua luôn. Nhá. Ờ, mẹ với cả chồng ăn xong rồi để bát đây nhá. Xong rồi lát thì con rửa. Con phải đi đã. Con phải xem thế nào, bảo vợ con đi. Chứ mẹ thấy thế này là không ổn đâu. Con cũng hết cách rồi mẹ ạ. Mẹ xem có cách nào bày cho con với. Xem mẹ bảo. Được không? Mẹ, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Mày không tin mẹ à? Như thế nhá. Chồng ơi! Sao đấy? Lại ngon ngọt. Có chuyện gì à? Kìa, sao cả nghĩ xấu em với cả đang nghi ấy nhở? Hôm nay nhá, em lại đi mua đồ. Em mua được rất nhiều đồ đẹp luôn. Mà em đẹp là cho anh ngắm, cho anh ngắm. Em đẹp thì chồng chả tự hào còn gì. Thôi, anh quen đến vặn hết rồi. Cái gì? Em mua cho cả anh đấy nhá. Xem này. Em mua cho mẹ nữa đây. Ăn bên này. Hôm nay là ngày lĩnh lương đúng không? Anh biết ngay mà. Biết cái gì mà biết? Đưa đây cho em. Thôi, mai anh chuyển khoản cho. Chồng nhớ nhá. Trời ơi, đáng yêu thế. Anh sao chuyển khoản cho em à? Trời ơi, anh có biết không? Hôm nay em đi mua đồ nhá. Đến cái đoạn thanh toán không mua đồ nào hết. Trời ơi, em cảm thấy xấu hổ lắm, anh có biết không? Thì cả sáng ngày mẹ bảo mẹ cần tiền gấp nên em chuyển cho mẹ trước. Cái gì? Thế con em thì làm sao hả? Này nhá, anh đừng có mà nói dối. Mẹ lớn tuổi như thế rồi, làm gì mà cần nhiều tiền thế hả? Sao? Có chuyện gì mà om sòm đến thế hả? Thằng Minh nó nói đúng đấy. Mẹ bảo nó chuyển cho mẹ 20 triệu để mẹ đi du lịch. Ôi trời ơi, có mỗi 20 triệu thôi, chứ có nhiều nhạn gì đâu mà làm loạn đến thế hả? 20 triệu ấy ạ? Tự nhiên nay mẹ lại cần nhiều tiền thế ạ? Tôi cần nhiều hay cần ít đấy là việc của tôi nhá. Mấy hôm nữa tôi đi du lịch rồi, không ở nhà cơm nước đâu. Anh chị tự mà lo đi. Này, anh chuyển cho mẹ 20 triệu, tức là một nửa. Thế là còn 20 triệu đúng không? Để cho em nhá. Ừ, anh biết rồi. Với cả em chi tiêu cho hợp lý đấy. Còn cả tiền ăn uống nữa. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi nhá.
Vợ. Vợ ơi. Lại đâu không biết. Ơ anh về rồi à? Ôi mệt quá. Hôm nay em lại đi mua đồ à? Thế đã cơm nước gì chưa? Cơm nước xong hết rồi. Anh để em một tí nhá. Trời ơi, đây. Em nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá. Anh lên lên, em có đi việc rồi. Vợ. Anh. Hả? Hôm nay có một bất ngờ dành cho anh. Tết tết tết. Mình đổi món đấy. Em xem lại đi. Suốt ngày cho anh ăn cái bài thứ lăng nhăng này thì làm sao mà có sức khỏe đi làm được. Em đừng nói với anh là em thiếu hết tiền rồi nhá. Mà tiền anh đưa cho em phải ít đâu. Ôi giời, hết tiền rồi mà sale nhiều thế nhở. Tiền đâu mà mua bây giờ. Vợ ơi. Anh đau bụng quá vợ ơi. Này anh bị làm sao đấy? Anh đau bụng quá vợ ơi. Mấy hôm nay ăn uống linh tinh. Chắc là bị đau dạ dày rồi. Vợ đưa anh đi viện đi. Vâng để em. Em làm sao? Nhưng mà em nhưng cái gì nữa, đi anh đau lắm rồi à. Mà nhà mình hết tiền rồi. Em đừng nói với anh là tiền vợ chồng mình hết sạch rồi nhá. Thì cái gì nữa? Không gọi mẹ đi là không kịp nữa bây giờ. À đúng rồi, gọi mẹ. Để em gọi mẹ. Không phải gọi, tôi đây. Mẹ ơi, mẹ cứu chồng con với, chồng con bị đau bụng mẹ ạ. Chồng cô thì cô đi mà cứu. Nhưng mà đi vào trong phòng. Quần áo, giày dép, túi sách toàn hàng hiệu đấy. Bán đi mà lo tiền viện phí cho chồng. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi ạ. Tối nay con không tiêu hoang phí nữa. Mẹ cứu chồng con với mẹ nhá. Mẹ. Có chắc không? Có chắc ạ. Có thể, con hứa, con đảm bảo luôn ạ. Thôi, dãy dụa như thế đủ rồi. Kế hoạch ngay mẹ ạ. Con sắp không chịu được nữa rồi. Hóa ra là hai người lừa con à? Mẹ chỉ muốn dạy cho con một bài học thôi. Tiền của vợ chồng các con mẹ không ngăn cản. Nhưng mà tiêu cái gì thì các con phải tiết kiệm, phải biết tích cóp để nhớ có việc gì sau này xảy ra chứ. Vâng ạ, con biết lỗi rồi ạ. Đấy, em cứ ngoan ngoãn như thế phải tốt hơn không? Mấy hôm nay ăn uống kham khổ, mày là anh không sao ấy. Anh mà bị bệnh thật đấy, em hối hận cả đời một kịp. Anh ý, lại còn lừa em nữa, làm hết cả hồn. Còn cái tiền 20 triệu mà mẹ nói là mẹ đi du lịch ý, mẹ chuyển giả cho thằng Minh rồi. Còn bây giờ, mẹ đưa hai đứa đi ăn. Gớm, mấy hôm vừa rồi ăn uống chả ra cái gì, mặt mũi tái mét kia kìa. Có được không? Vâng, mẹ là nhất, trời ơi. Ok mẹ, con đói lắm rồi mẹ. Đi.